bán review phim full hạ tầng tại Việt Nam thuộc công ty truyền thông Hoàng Vũ. Muôn tâu hoàng thượng, không phải với tư cách là thái tử, mà với tư cách là của một thần dân thấp hiền, thần cầu xin người hãy thu hồi lễ thánh chỉ đối với phó chánh án hơn. Hoàng thượng chính ngài không thể giết một trung thần khi người đó không làm điều gì sai trái cả. Thái tử, thần đến để thông báo vài điều cấp bách ạ. Là Giang Xu sao? Vào đi. Có chuyện gì gấp vậy? Tổ chức Pion Sơ Quy đã thêm một điều kiện nữa. Đó là nếu ngày mai chính người không giết phó chánh án Han, bọn chúng sẽ giết người ở xung quanh ngài, từng người một. Sao chứ? Nếu ngày mai người không chính tay giết chết ngài ấy thì sẽ... Giang Xu à? Mau lên, mau gọi thái y đi cho lên. Giang Xu à? Thái tử, ai đã làm chuyện này? Ai đã hạ độc và sai ngươi đi truyền thông tin cho ta vậy chứ? Hả? Nếu thần biết trước mình sẽ chết như vậy thì thần nên diện kiến dung nhan của người. Điện hạ, thái tử điện hạ của ta, ngài quá thực, ngài quá thực là rất khôi ngô tuấn tú. Thật sao? Ta biết là ngươi sẽ nói vậy. Điện hạ ơi, điện hạ ơi, điện hạ. Giang Xu à? Dạ điện hạ. Nếu như bá tánh nhìn thấy mặt của ta thì sao đi? Họ sẽ bị giết. Người mau cởi áo của người ra. Tại sao giờ? Làm mau lên, mau cởi áo của người ra cho ta. Mặc vào đi. Điện hạ, thần chưa thấy gì hết hả? Thần chưa hề nhìn vào mặt của ngài, chưa hề luôn á. Bây giờ ngươi hãy cứ tiếp tục nhắm nghiền mắt của ngươi lại đi. Nếu như ngươi mở mắt ra thì sẽ diện kiến được dung nhan của ta đó. Sau đó thì ngươi sẽ bị giết có biết không? Ngoan ngoãn đeo mặt nạ vào đi. Giang Xu à, Giang Xu à, Giang Xu à, Giang Xu. Giang Xu à, Giang Xu à, Giang Xu, Giang Xu à, Giang Xu, Giang Xu. Gona, giờ ngươi là người của ta, đúng chứ? Dạ. Nếu ngươi muốn bảo vệ ta thì ngươi hãy giữ bí mật mọi chuyện liên quan đến thái tử.
Nếu ngươi bẩm báo mọi chuyện với gia gia của ta, thái tử sẽ gặp nguy hiểm, trái tim ta sẽ bị dở tan. Nếu lưỡi gươm của ngươi chỉ vào thái tử, thì cũng như ngươi đang chỉ vào trái tim của ta. Nếu thái tử băng hà, ta cũng sẽ chết theo. Chính vì vậy, bảo vệ thái tử như người bảo vệ ta, đó là cách ta có thể sống. Người hiểu chứ? Dạ. Thái tử. Phụ hoàng ơi, phụ hoàng. Tự tay xử tử phó chánh án Hàn đi. Ông ta là thần dân của con, hơn nữa còn là một trung thần, luôn ủng hộ tất cả mọi quyết định của con. Phó chánh án Hàn sẽ bị chặt đầu. Ông ta là người đầu tiên sẽ phải trả giá cho những quyết định sai lầm của con. Con muốn đổ lỗi cho người khác và nói rằng bản thân không hề biết gì cả? Không được đâu con à, không được. Đó là lỗi của con. Tên thái giám chết trước mặt con, phó chánh án Hàn sẽ chết vì tuân theo chỉ thị của con. Tất cả là lỗi của con, bởi vì con chính là thái tử của Chô Sơn này, là vị vua kế thừa Dương quốc. Thần dân mạo hiểm tính mạng để tuân theo chỉ thị. Mọi quyết định của con có thể cứu sống hoặc lấy mạng bá tánh của mình, cho nên mỗi khi con quyết định, con cần phải suy nghĩ tới bá tánh Lê Dân. Bởi vì con chính là thái tử. Ca Ân à, con đừng oán trách thái tử điện hạ. Không phải vì sai lầm của ngài ấy mà cha ra đi. Cha ơi cha, cha không muốn phải rời xa con. Không có thứ gì trên đời này ta ghét bằng cái chết. Chúng ta không thể bảo vệ cả tính mạng và công bằng, vậy nên ta sẽ không sống hèn nhát. Mong con hãy hiểu rằng cha cầu mong sự công bằng hơn mạng sống của mình. Cha xin lỗi, cha yêu thương con rất nhiều. Con phải nói với phó chánh án Hàn rằng con chưa bao giờ ra chỉ thị đó. Và rồi con phải chặt đầu của ông ấy. Nếu con không làm vậy, sẽ lại có thêm nhiều thần dân vô tội phải chết oan. Con sẽ không làm vậy đâu. Con thà rằng, con thà rằng để mình chết đi thì hơn. Thái tử. Dạ. Con sẽ đích thân đi đến đó trình diện. Con sẽ đến tổ chức bi ân Su Quy và nói với họ hãy giết con đi. Mạnh mẽ lên cho trẫm. Một khi quân Dương không còn thì ai sẽ dẫn dắt người dân? Con làm sao xứng với ngôi vị thái tử này chứ? Đã bao giờ con hỏi xin người làm thái tử chưa hả? Đã bao giờ con nói hãy để con sống với chiếc mặt nạ chưa? Tại sao? Tại sao phó chánh án Hàn lại dùng tính mạng của mình để trả giá cho cuộc sống của con chứ? Tại sao vậy? Tại sao người lại đối xử với con như vậy chứ? Tại sao người lại thỏa hiệp với tổ chức Bi Ân Su Quy vậy chứ? Sao người lại dùng cung cấp nước để đổi lấy mạng sống của con? Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao vậy chứ phụ hoàng? Thái tử! Thái tử điện hạ! Thái tử điện hạ! Mau gọi thái y ngay lập tức! Bây giờ trẫm phải làm sao với nó bây giờ? Chắc chắn thái tử sẽ dùng chính đôi tay của mình để lấy đầu phó chánh án Hàn.
vậy mà cầm lấy nè. Để nó ở đây đi. Cầm cái này rồi theo ta. Thầy à, thầy dạy là thế gian này có vấn đề. Vậy thì làm sao chúng ta có thể làm đúng? Làm sao chúng ta có thể bãi bỏ cục cấp nước? Cứ nghĩ rằng bãi bỏ cục cấp nước sẽ thay đổi cục diện sao? Hoàng thượng không làm được gì sao? Để tìm được vị vua có thể làm chuyện đó còn khó hơn gấp trăm lần ngươi đi mò kim đáy bể. Nếu hoàng thượng hỏi người câu đó, thay vì kẻ hèn hạ như con, người sẽ nói gì với hoàng thượng đây? Ta sẽ nói bệ hạ không thể làm được. Ngay cả hoàng thượng cũng không làm được sao? Đó là bởi vì Châu Sơn không thuộc sở hữu của hoàng thượng. Tiểu Thư Hanh. Thầy ơi thầy, thầy ơi, có chuyện chẳng lành rồi thầy ơi. Ý ngươi là gì? Phó chánh án hạch sẽ nhận bản án tử hình đó thầy. Đích thần thái tử sẽ lấy đầu của phó chánh án hạch. Chúng ta phải làm sao?